Trời ơi, lâu quá mà lên tầm ổng mà sao không thấy mặt ổng. Lên chùa không thấy ai hết. Không biết chùa có đổi chủ không mà không thấy ổng ta. Ôi trời, Mèo ơi. Dưới chùa sen vàng còn ngoài chùa sát quan âm. Người cho con niềm tình yêu giữa cuộc con người. Ai? Quan âm Bồ Tát hiện diêm thông 12 nguyện lớn. Còn khổ nạn tùy quy đồ đó quá vui vô Phật thay mặt nhà chùa chúc cho ba lãnh đạo cũng như các anh cán bộ cũng như các anh các bạn các em đang học tập tốt ở đây một năm mới an khang thịnh vượng gia đình ấm no và vô Phật quá ngầm anh em ai à em nè ai nè mới vô thăm đi kiều tên nè ai gọi à ở trong đây nè đó em nè kia sao đồ bạc cái con Nguyên hả dạ con Nguyên trời ơi mừng quá dạ lâu quá không lên thăm tao với sư phụ vậy dạ lâu quá mình lên đi thăm lại anh nè có thăm là mừng rồi dạ qua đại dịch anh em mình còn thăm hỏi với nhau là quá mừng dạ đúng rồi tao mày còn khỏe là quá tốt rồi đúng không dạ tất cả anh em ở đây bạn bè là còn khỏe là thấy tao vui rồi dạ đó anh khỏe không anh đeo thì tao khỏe sao không khỏe dòm là thấy khỏe rồi ừ có tình đeo khỏe rồi lúc này lên đây đừng kêu anh beo nữa chứ kêu cái gì bỏ cái anh beo đi anh beo cái tên beo đã vùi chôn theo mùa Covid có gọi pháp danh đi cho nó có trở ơn chứ vậy pháp danh đi ngon vậy chà bữa nay có pháp danh ta có rồi tu 10 năm rồi mới có hồi sáng ủa sao tu lâu mới có hồi sáng vậy mày biết sao không sao hồi đó tối nào sư phụ cũng kêu tao tụng kinh tao mời coi quân cúc rồi nó bắn tao coi tao quên tụng nó tụng bậy bạ lắm cho nên đâu có ban pháp danh sư phụ mới khuyên bỏ đi đừng có làm gì nó nữa làm lại từ đầu mình tu tâm dưỡng tánh làm con người tốt đi dạ đừng có cờ bạc cá độ đá banh đá gà rồi làm cho cha mẹ buồn rồi bạn bè hàng xóm không ai thương mình hết tao bỏ rồi sư phụ nói ờ vậy tốt tao ban pháp danh cho con liền pháp danh của anh lại gì sư phụ đặt là giác ngộ quá đậu ý nghĩa đó đó chơi cờ bạc đúng rồi nó gà rồi cá độ đá banh cái gì cũng chơi nó đánh đề chơi hết trà phá làng phá sớm tao làm luôn làm những chuyện không tốt cái tên ý nghĩa anh đó bây giờ tao mới bỏ hết tất cả tao làm lại từ đầu làm cho một người tốt và để có ích cho xã hội bởi vậy sư phụ đặt là cái giác ngộ là thức tỉnh đó anh cái tên ý nghĩa của anh ừ giác ngộ mà ý nghĩa mày em cũng muốn có pháp danh giống anh á ai pháp danh dễ thôi nhưng mà phải là phật tử mới có pháp danh nha ủa nhưng mà giờ chờ mười mấy năm nữa lâu lắm anh ơi phải chịu pháp danh là phải chờ không phải sẵn có anh ở đây anh đặt pháp danh giùm em được không pháp danh hả dạ đặt trước phải không đúng rồi cái đó không phải là đặt trước chứ là gì ta gọi là dành trước pháp danh là dành trước có danh đẹp để mà muốn mấy người ta lên ngày mà ngày rằm ta lên ta xin pháp danh sư phụ cho pháp danh đẹp hết bây giờ tao dành trước thì mày có pháp danh dành đẹp anh dành em cái không phải dành thôi dạ anh giác ngộ tao là giác ngộ dạ quay kênh này là phật tử họ giác hết em giác gì mày giác lạ ý nghĩa là thấy cái gì lạ rồi giác hồi đó nó có tánh là pháp giác đó tao thì giác lạ đúng rồi cái tên ghê của anh cái đó là hồi nhỏ bỏ rồi vậy chứ bây giờ mày muốn vậy đặt cho em cái giác nào hết hết miếng hết hết hả dạ gì đến đăng Facebook câu like mô phật nó tu mà xài Facebook luôn ha rồi hết hết là nóng nóng đó phải không dạ mày muốn nóng tao đặt cho cái giác này nóng mà hết luôn giác gì giác hơi đúng không giác hơi nóng chỗ nào trời ơi mày giác đi thổng nó mới nóng ôi tên nó ghê quá ghê thì thôi để sư phụ đạt đừng có bắt tao đạt trời ơi lâu lâu gặp anh mà ừ anh sao trong vòng giờ đường xá tất cả mọi thứ này đều thay đổi anh ha sao rồi thay đổi hết rồi tráng đôi tông hết đường nhựa không còn sình lầy như mấy năm trước đâu không phải ý em nói á là sao em thấy cái gì cũng thay đổi mà sao mà sao cái chùa không thay đổi cái chùa phải giữ nguyên hiện trạng không di dời và thay đổi
Em nói nghe nè, bây giờ anh về anh góp ý là sư phụ nha. Góp ý mà cái gì? Góp ý cái này nè. Em thấy chùa người ta á, xây khang trang. Bây giờ anh về anh nói sư phụ á, là xây cho cái chùa mình lộng lẫy lên, hoành tráng lên. Bắt đầu cách hành hương người ta thấy chùa mình bự, chùa mình giàu ta mới đi. Vậy đó hả? Lúc này khách hành hương khó quá ha. Đúng rồi. Thấy chùa nào giàu nó ùng ùng đi tới ha. Chùa nghèo không ai tới á. Dạ. Cũng hay. Tao sẽ bàn sư phụ năm sau trùng tu lại cái chùa. Xây cái chùa 7-8 tầng. Đúng. Gắn máy lạnh toàn chùa. Dạ. Xây hồ bơi ngay chính điện. Dạ. Để lại Phật xong mày cắm đầu xuống mày tắm luôn. Đi chùa mày đang đi mà đi resort, đi khách sạn. Bài vẽ đi chùa là đi cái tâm. Mình lên mình giái cho gia đình hạnh phúc, sum họp gia đình là được rồi. Mày đặt bài vẽ giàu nghèo, mày không đi chùa tao thì mày đi chùa khác đi. Thì góp ý vậy thôi không được, thôi góp ý cái gì? Đi tới chùa thì lên thăm sư phụ không lo. Em lên rồi mà có gặp sư phụ đâu. Sao? Lên không gặp ai đó. Ủa chùa không có sư hả? Chùa hả? Hả? Chùa tao có hai thành viên, sư phụ với tao hết, sư đông nước lòng lắm. Trời ơi, chùa mà không làm như công ty hai thành viên. Chơi đọc vậy đó. Rồi, sư phụ là chủ trì. Sư phụ chủ trì. Còn anh tao dưới sư phụ cấp. Anh là gì? Bảo trì. Thấy ghê chưa? Chùa bóng làm như xa lông xe bảo trì. Đây đây. Hàng năm hàng tháng lưng bỏ đồng hư ai chùi ai nữa. Tao lo. Bảo trì. Đúng rồi. Thấy chưa? Lên thăm sư phụ không lo. Em lên rồi mà không gặp sư phụ. Sư phụ đâu anh? Sư phụ lên công an phường. Ủa sư phụ lên công an phường làm gì? Nhận hàng. Nhận súng mày. Bắn mày hả? Chùa lấy súng chứ phải. Chứ lên công an phường làm gì? Hồi hôm chùa mất cái tượng Phật. Dạ. Cái thằng ăn trộm nó chôn cái tượng Phật của chùa. Công an bắt được. Mời sư phụ lên nhìn coi phải tượng Phật đó của chùa hôm nhận về. Dạ. Vậy thôi. Mà mấy thằng ăn trộm thì hết chuyện. Đồ của nhà chùa nó cũng ăn trộm đó. Ăn trộm mà nó chùa cái gì? Tượng Phật ăn cắp là bệnh thờ. Chứ lúc đó sư phụ đang ngồi thiền, ông mệt quá ông thiếp luôn, nó vô nó tưởng Phật Di Lạc có khiêng ông đi cầm luôn kìa, cầm ở chợ Vị Thanh nè. Rồi đó bà chủ tiệm cầm đồ đang làm giấy xác nhận, ông bật giọng chạy, ông tỉnh giật bật giọng chạy. Trời ơi, bà con hàng xóm bu coi quá trời, tưởng Phật Di Lạc tái sanh, bu sinh số đề quá trời. Ông sợ quá, ông vô chùa ông đóng cửa ông trốn luôn, không dám đi chợ, không dám ra khỏi cửa chùa, cho nên không ăn uống gì hết, cắm mặt xây sẫm mài mặt, khuya trốn đầu lên bệnh viện khám bệnh đóng ông về cầm cái giấy bệnh án, tự nhiên ông xỉu luôn, nằm đóng luôn tới giờ. Ủa sư phụ bị gì mà coi bệnh án xong xỉu? Bác sĩ khám sao ghi cái bệnh án nó máu, sư phụ nhiễm mỡ. Ông buồn ông nằm luôn à. Ủa anh ơi, cái bệnh máu nhiễm mỡ là giờ mấy người lớn tuổi nó bị bình thường. Mày không biết gì hết, mấy người lớn tuổi ăn cá, ăn thịt thì cũng mỡ. Sư phụ là người tu hành, ăn rau, ăn củ, ăn cầu hủ thì làm sao có mỡ mà nhiễm. Mày ghi cho bệnh án như vậy, mấy ông sư phụ các chỗ khác nhìn sư phụ mình ánh mắt như thế nào. Vì vậy tao thấy ông buồn, tao sợ mất uy tín. Tao lên bệnh viện tôi tự banh hết trơn bệnh viện. Tao mới sửa lại cái chữ đó, sư phụ tôi không bao giờ ăn thịt ăn cá. Mà ghi mau nhiễm mỡ, mất uy tín sư phụ tôi, sửa lại ngay. Tôi tự banh bệnh viện hết, bác sĩ sửa rồi. Bác sĩ sửa lại gì? Mau nhiễm dầu. Dầu thì đâu có sao, mày có chai mà. Sư phụ ăn chay mà. Ở đây này có gì không? Nhưng mà khoan anh. Gì? Phải có cái cách nào trị mấy thằng ăn trộm này chứ. Có rồi, bây giờ gắn camera toàn chùa. Sao? Gắn mà báo động luôn. À. Là bây giờ mày vô tới chùa mày đụng vô cái lư kêu mà đụng vô cái mỏ hút. Sao? Gắn cắp. Đúng rồi. Thì nó hết ăn cắp. Nó hết ăn cắp, tao hết ăn cơm luôn. Ủa sao hết ăn cơm? Bữa đó sư phụ qua chùa bên kia thăm mấy thầy. Ở chùa tao đói quá lấy chén ăn cơm, vừa chụp cái chén nó húng quá trời ra không được. Giờ ông về em mở mật khẩu nghe anh. Trời ơi. Chén đủ gánh vô đó đi không biết. Trời vậy tao đâu có biết điện tử. Nhưng mà thôi bỏ chuyện nó đi, bữa nay lên đây có chuyện gì nói lẹ. Dạ em lên trên đây á. Trước là em thăm anh với sư phụ. Rồi sau á là chuẩn bị vài ngày nữa là tới đám dỗ ông nội em. À tới dỗ ông nội rồi hả? Dạ. Rồi sao? Thì em có mua cái chân gà vàng mã mấy triệu á. Lên đây em nhờ anh cúng giùm em. À bây giờ mày muốn mua cái nhà vàng mã. Dạ. Nhờ tao đốt gửi xuống dưới cho ông nội ở phải không? Đúng rồi. Đừng có bài vậy. Bây giờ mày mua cái nhà vàng mã bằng giấy 3-4 triệu bạc tốn tiền. Dạ. Đốt một cái không khéo gây ô nhiễm môi trường rồi gây quả hoạn trong dịp xuân nữa. Chứ sao không nên làm vậy. Bây giờ muốn gửi cái nhà xuống dưới cho ông nội ở. À. Mua cái hình
có 2.000 tấm nguyên cái nhà biệt thự để xuống dưới cho ông nội ở cho nó rộng rãi được không? Không được, nhưng mà ai bán? Tao. Anh bán luôn hả? Tao bán luôn. Ông giới thiệu coi chơi coi. Ví dụ như thế này, đó đốt nhà cái giấy bay trái nhà, ông giới thiệu đi. Bây giờ mua cái hình nè, 2.000 đồng bạc, 2.000 nguyên một cái biệt thự để xuống dưới cho ông nội ở. Trời ơi, thấy chưa? Ôi công nhận cái biệt thự này nó bự thiệt anh ha. Có 2.000 à? Được rồi. Anh mua ông quẹt đi. Cái đốt xuống cho ổng. Không được. Đốt gây quả hoạn, gây ô nhiễm môi trường. Thế sao ông nhận được? Mày lập rồi sao? Khi ông nội gom eo chấm cơm, gõ cái cạch xuống dưới liền. Anh nãy rồi. Ôi giờ hiện nãy lắm. Chứ sao? Anh khoan anh. Cái nhà này bự quá. Biệt thự. Biệt thự bự quá mà bây giờ có một mình ông nội em ở rồi. À, mày sợ ông ở cô đơn đúng không? Đúng rồi, không ai phụ trợ không? Đúng rồi, yên tâm, nếu mày là đứa cháu của Hiếu, mua con nhỏ người làm, gửi xuất nước cơm, giặt đồ cho ông. Được không? Được, cái này có cái gì? Ở dưới có cái đâu? Ông anh, ai bán cho chỉ anh coi. Tao làm luôn. Tao hầu hết bà. Ông này như tiệc tập quá trời. Thế sao? Tao anh giới thiệu coi trời ơi. Mua người làm đi, xuống dưới, nó nấu cơm, giặt đồ rồi. Nó nổi lớn tuổi yếu. Tao lựa cho mày một mớ người làm. Sạch sẽ, không tham lam, đặc biệt là người nước ngoài. Ô, người nước ngoài luôn hả? Các châu lục luôn. Đã vậy? Việt Nam giờ không ai đi làm chứ. Đâu? Tao lựa cho các châu lục nha. Đã hả? Đây, người làm châu Âu. Châu Âu. Người làm châu Phi. Cái nữa. Châu Phi. Châu Đốc. Rồi muốn ăn nào xuống dưới nó cơm. Anh nào, cái con châu Âu này nhiêu? Tắm nó 30. Châu Âu mà trắng trẻo, sạch sẽ, không tham lam. Trắng à? Ừ. Ôi mà anh ơi, nó trắng quá là nó ốm yếu làm việc được không? Thì nó ốm chứ nó làm được thôi chứ. Thôi nhìn nó ốm yếu. À yếu hả? Thôi đổi đi. Đổi cái này tùy mày. Con châu Phi này nhiêu? 60. Sao đi thùi vào mắt hả? Nó mạnh hơn nhỏ nãy. Châu Phi mà. Đúng rồi. Một mình nó làm hết luôn. Tại vì hả? Hết công việc nhà một mình nó. Nhà trên, nhà dưới nó lo hết. Ông nội mày yếu yếu nó giác lên lầu luôn. Nó mạnh vậy đó. Anh ơi, sao không được anh ơi? Sao không được? Nhỏ này nó đi ăn quá, lỡ mày cúp điện nội anh biết tìm nó đâu. Mua cái đèn pin gửi xuống cho ông nội xài. Ôi đất mới lắm anh ơi. Vậy chứ mày muốn cái gì nữa? Đổi qua đi. Con châu đốc mày nhiêu? 90. Ủa sao châu đốc mắc nè? Nó biết nói tiếng Việt. Châu đốc mà. Đúng rồi anh ơi. Anh Diễn quyết định nhỏ này đi ha. Nhỏ đó nè. Nhỏ này đi. Rồi. Em quyết định mua nhỏ này gửi xuống cho ông nội em. Con nhỏ này khỏi gửi. Sao vậy? Nó ở dưới rồi. Đi trước ông nội 12 năm. Sao nó trước ông nội 12 năm? Thằng Âm Thái mất cổ chết. Được không? À, được. Rồi xong. Ê khoan anh. Gì nữa? Làm gửi lần khó. Mấy anh gửi thêm đứa nữa được. Một đứa nữa. Đứa nữa đi. Có hiểu quá. Dạ. Lúc ông nội còn sống không có lo. Bán nhà thiệt giờ gửi nhà giấy. Mua mấy nhỏ này xuống dưới phục vụ. Gửi em đi. Rồi tao lựa cho bạn nhỏ châu đốc luôn. Ở đâu cũng được, không quan trọng. Miễn sao chân dài là được. Không có chân dài đâu. Chân dài vợ đi thi qua hậu Hoàng Vũ hết rồi. Chỉ có chân ngắn nó mới làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ. Chứ làm gì có chân dài. Thì anh ráng kiếm giùm đi để cho nó đi cấp quốc. Mày nghĩ thầy chân dài không? Dạ. Chân dài, mặt mày không cần thiết. Không cần thiết. Chủ yếu là chân. Chân thôi. Chân dài, cầm chân dài ha. Dạ. Được rồi, tao làm cho ông nội mày vừa lòng đó. Tết nay. Dạ. Nghe đã. Đây đây. Con sót nhỏ này, bên dài bên ngắn được không? Không được anh ơi. Bên dài bên ngắn có gì sao nó đi cách quốc. Mà để tao lửa chứ. Đòi hỏi con. Đây chứ có mà người làm chân dài. Đây. Con sót tấm này không chịu nó thôi nha. Đâu. Nhìn coi, thấy cặp giò khủng khiếp không? Trời ơi. Nó ngồi thôi mà cặp giò đo 1m6. Ông nội này không chóng mặt nữa đâu. Trời đất ơi. Ừ. Nó ngồi không mà cặp giò nó 1m6. Ừ. Ô dĩa đứng lên nó cao nhiêu ta? 1m7. Ủa gì cái đầu với cái mình tóc tóc hả? Ông nội mày thích giò gỡ giò thôi chậu cổ đi làm chi. Cậu giò nó lửa cặp giò đỏ là đá rồi rồi đòi đầu với mình. Không mua mua thôi trả đây chứ cậu mua. Bao nhiêu? Hết tiền rồi tính trăm đó. Trăm phải không? Rồi lên xong sư phụ. Khoan gì nữa? Tới cái phần phóng xanh. Phóng gì? Em muốn phóng chim. Phóng chim. Mày đừng phóng chim. Phóng chim là sát xanh chứ phải phóng xanh. Tao phóng ăn. Người ta khác người ta không hiểu. Mày nghe tao nói nè.
mấy người bắt chim biết khu vực phóng sanh. Dạ. Ngày rằm á, người ta khách là đưa lên mua chim thả ra phóng tưởng là xong. Dạ. Nhưng mày đâu có biết sau lưng nó là cái gì. Là gì? Mấy thằng bắt chim nó biết khu vực phóng sanh, nó giăng lưới toàn bộ khu vực. Chim vừa bay ra một đoạn, nó dưới lưới, nó bắt, nó bán, khách là không biết lên mua phóng bắt bán, mua phóng bắt bán, mua phóng bắt bán. Con chim bay một ngày 3-4 xô, bay một hôm đàn chính hơn, nó sợ nó bay. Trời ơi, vậy nó rớt tụi lưng chùa kìa, bỏ vụ phóng chim hay xanh đi. Nhưng mà em vẫn quyết định là phóng chim cho em. Mày muốn phóng chim? Dạ, tùy mày. Anh lựa em cái loại chim nào mạnh mạnh anh phóng. Chim mạnh. Đúng rồi. Đúng, mày không có lấy. Tao sẽ lựa cho mày. Mày lựa chim rằng phóng một cái canh nhà canh cửa luôn. Trong đội mày bao siêu số. Đúng rồi. Chim gì? Chim cánh cụt. Mày coi chim không thích mấy bạc đàn chim cánh cụt mà nó tràn vào một cái nhà cửa bên hết. Mày hiểu mắt lắm anh ơi. Làm sao mày mua được, về nó chơi thôi. Đừng có bài vẽ. Thiền á, đừng mua chim phóng sanh rồi đốt nhà vàng mã khí. Dạ. Để dành thiền giúp cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình cơ nhỡ trong mùa xuân này. Mình làm việc nghĩa đi, giúp cho bà con cô bác. Nó vậy còn ngày là dỗ kêu gia đình ở đây ta làm mấy mâm cơm chay cúng là xong. Anh, bây giờ em quyết định gì nè anh? Sao? Mai mốt gia đình em lên đây, giờ anh với thầy cúng xong. Rồi, em đưa gia đình em về, em ở lại đây em tu với anh nha. Kì vậy, tự nhiên cha mẹ còn không lo lên đây tu, tao làm như vui lắm vậy. Chứ sao em tu được? Ta không còn cha còn mẹ. Tao lên đây, tao phụ giúp cho sư phụ để tao được hưởng cái phước sau này. Còn mày, cha mẹ mày còn, trong lúc tuổi già sức yếu, mày phải cận kề lo cho cha mẹ trong lúc này. Đừng bỏ cha bỏ mẹ trong lúc này khi mình còn cha còn mẹ. Cái đó mày lo cho cha mẹ vậy đi, mày tu ở nhà còn hơn tu ở chùa nữa. Ủa tại sao còn cha còn mẹ lại tu không được? Mày không nghe ông bà của bác người ta hát câu này sao? Sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ như mình đi tu. Thấy chưa? Dạ. Rồi, tao nói vậy đó. Dạ, em hiểu rồi. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Đi theo tao lên năm sư phụ đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi mình chúc các anh, các bạn, các em ở đây. Dạ. Rồi một năm mới như thế nào? Để dạ, tao chúc nha. Dạ. Ta trở thành kịch đến đây chấm dứt. Đăng Kha và Tấm Mèo xin kính chúc ban lãnh đạo cũng như cán bộ tại cùng tất cả các anh, các bạn, các em một năm mới gia đình bình yên và học tập tốt để về sum họp với gia đình. Mô Phật. Đi theo tao qua trại kia làm tiếp. Mô Phật. Dưới to sen vàng còn lại Bồ Tát Quan Âm.